Yên tâm đi, tuy Khả Khả tính tình có hơi cọc cằn một chút, nhưng muội ấy là một cô nương lương thiện, rất tốt, rất ngay thẳng. Ta xem trọng đệ đấy, cố lên. Nhưng mà hình như cô ấy thích huynh rồi. Ta không có cửa đâu. Chúng ta là huynh đệ, ta là ca ca của muội ấy. Đại ca, có lời này, thực ra đệ luôn muốn nói với huynh. Đã có lúc, Lý gia chúng ta bất kể trên giang hồ hay ở triều đình, đều có địa vị hết sức trọng yếu. Nhưng giờ không giống trước kia. Lúc niên thiếu, đệ chưa hiểu chuyện, cứ cho rằng lấy được phi đao chân truyền, có thể đi khiêu chiến các đại môn phái. Không ngờ, bị người ta phế nội lực, không cách nào sử dụng được phi đao nữa. Nhưng giờ thì tốt rồi, huynh trở về rồi, tiểu Lý phi đao cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Tuy Lý Man Thanh không phải là cha ta, nhưng Lý Chính đối xử với ta thật lòng. Đáng tiếc, ta không có cách nào tiếp nhận ngôi nhà này. Sư phụ, con vừa đi đâu? Sư phụ, con tự ý hành động đã làm cho Lý Mạn Thanh cảnh giác. Giờ trên dưới Lý phủ đã gia tăng phòng bị, muốn tiếp cận càng khó khăn hơn rất nhiều. Ta đã nói với con, Lý gia hại nhà con tan cửa nát nhà. Cho dù con có cơ hội tiếp cận, nhưng con có biết con một đao giết hắn có quá dễ dàng cho hắn rồi không? Chúng ta cần từng chút dày vò. Ta muốn đem tất cả những trải nghiệm đó để hắn nếm thử lại một lần nữa. Chúng ta phải xem cha con chúng trở mặt, huynh đệ tương tàn, nhà tan cửa nát. Sư phụ, đổi nhi biết sai rồi. Xin sư phụ trách phạt. Trách phạt con có tác dụng gì chứ? Giờ quan trọng nhất là lấy được tàng bảo đồ. Chỉ cần lấy được tàng bảo đồ, những người trong Nguyệt Cung là cô nhi giống con mới có thể an toàn sống trên thế giới này. Bất luận là vì con hay là vì những người con bảo vệ, con đều buộc phải lấy được tàng bảo đồ. Phải nhẫn nhịn những thứ dày vò và đau khổ không thể nhẫn nhịn. Đổ nhi xin nghe theo lời sư phụ. Lần này con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ đâu. Bên này, khách trạm ở kinh thành quả nhiên khác biệt. Mọi thứ so với khách trạm ở chỗ ta đều to gấp đôi. Bàn ghế này nhất định rất đắt phải không? Đừng chỉ ngồi đó mà cảm thán, nhanh nghĩ xem ăn món gì đi. Ở đây có rất nhiều món ngon nổi tiếng ở kinh thành đấy. Tiểu nhị, đến đây, đem tất cả những món ngon của tiệm ngươi mỗi thứ một phần. Được rồi, khách quan đợi một lát. Tiểu nhị, cho ấm trà, trong đó nhất định có món mà bổn cô nương thích ăn. Huynh đi đâu thế? Ta đi vệ sinh một chút. Mặc kệ huynh ấy đi, huynh ấy lúc nào cũng vậy, trước khi ăn cơm đều phải đi xả cho bụng trống. Sao vậy? Huynh ngốc vậy, thế mà có thể ăn được nhiều một chút chứ. Sư tỷ, tỷ nghe muội giải thích đi, tỷ phải tin muội, thật sự không phải muội tố giác đâu. Sư tỷ, chúng ta từ nhỏ tình như tỷ muội, muội tuyệt đối không bán đứng tỷ đâu. Muội không cần giải thích với ta, ta tin muội sẽ không bán đứng ta mà. Là ta tự nhớ đến vài chuyện, muội về trước đi. Vậy được rồi. Tiết cô nương, trùng hợp vậy. Đúng đấy, người cũng đến kinh thành à? Ta đến kinh thành là vì ta muốn tìm kẻ thù giết mẫu thân ta. Vậy còn cô? Cô đến đây làm gì? Ta cũng là đến làm chút chuyện, làm xong rồi sẽ rời khỏi đây. Nếu đã có duyên như vậy, chỉ bằng ta mời cô ăn cơm. Nào, không cần đâu, không cần ngại. Đến đây đi. Ta đi nào. Khách quan, món của các vị lên đủ rồi. Không cần, bọn họ cũng tốt lắm. Nào, ngồi đi, ngồi đi.
Vị này là... Đây là bằng hữu tốt của ta. Mọi người gọi cô ấy là Tiết cô nương. Đừng khách sáo, ngồi đi. Muội nói mà, đi nhà xí sao lại lâu vậy? Thì ra là đi tìm cô nương mà. Muội ngậm miệng lại đi, tìm cô nương gì chứ? Tiết cô nương là ân nhân cứu mạng của ta. Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở kinh thành. Cho nên ta muốn mời cô ấy cùng ăn một bữa với chúng ta. Xem Tiết cô nương có vẻ là người trong giang hồ, không biết là người phái nào. Sao đệ lại như vậy? Vừa gặp người ta lại hỏi người ta vấn đề gượng gạo như vậy. Sao đệ không nói về đệ trước đi? Đúng là đệ quá đường đột rồi. Tại hạ họ Lý, tên chỉ có một chữ chính, gia phụ là đương kim phỏ mã Lý Mạn Thanh. Tiết cô nương, cô ấy sao vậy? Tiết cô nương, cô sao vậy? Ta nói cho người biết, đời này ta sẽ không ngồi cùng bàn với người họ Lý. Giờ ta nhẫn nhịn không giết hắn đã là cực hạn của ta rồi đấy. Giết đệ ấy? Sao vậy? Người không cần biết. Ta nói sai gì nào? Tính tình cô nương này khá giống với đồ xấu xa đấy. Tiết cô nương thế này là sao vậy? Sao lại đột nhiên nổi giận rồi? Người ta đều nói nữ nhân lật mặt còn nhanh hơn lật sách mà. Nữ nhân xinh đẹp càng có bộ dạng đó. Lần này ta đúng là được mở mang rồi đấy. Thật là nữ nhân này sao lại nhìn quen như vậy nhỉ? Bất luận là thiên phú hay là trình độ nỗ lực sau này, ta không có điểm nào có thể sánh bằng huynh ấy. Mẫu thân, con về rồi. Sao vậy mẫu thân? Con nói xem làm sao? Con xem con đi. Cả ngày toàn ở phía sau thượng quan Hoại, còn ra thể thống gì nữa? Còn lại cam tâm tình nguyện mỗi ngày vây quanh tên nhiệt tử đó, còn đến tỷ võ cũng thua hắn. Tất cả các người rốt cuộc đã bị hắn cho ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Mẫu thân, từ nhỏ đến lớn con đều được các người bao bọc kỹ lưỡng, ôm trên tay, ngập trong miệng. Nhưng các người chưa từng hỏi con thật sự muốn gì. Con rất cô đơn, thậm chí đến người nói chuyện cũng không có, càng không hiểu thế nào gọi là tình huynh đệ. Giờ khó khăn lắm con mới có được một đại ca, sao con lại phải xa lánh huynh ấy chứ? Hơn nữa tượng quan Hoại cũng không phải là loại người như người nghĩ đâu. Hải Nhi có tâm, mấy ngày nay tiếp xúc với huynh ấy, huynh ấy không phải là người muốn tranh đoạt với con đâu. Giống như lời mẫu thân nói, muốn đoạt hết tất cả mọi thứ, hung tàn gian ác. Con lại nói giúp hắn. Mẫu thân, con biết người muốn tốt cho con, nhưng thượng quan Hại thật sự không phải loại người như mẫu thân nghĩ đâu. Người cứ thử chấp nhận huynh ấy, cho huynh ấy một cơ hội. Như vậy mối quan hệ của người và phụ thân, còn có Lý gia, đều có sự giúp ích, mọi người đều vui vẻ hết. Con đúng là đồ vô dụng. Giờ ta không muốn thấy con nữa, ra ngoài đi. Mẫu thân, con biết giờ người không nghe lọt tai. Người đừng tức giận, hại đến sức khỏe. Ra ngoài. Chính Nhi, con còn nhỏ, trải nghiệm lại quá ít. Ta sợ con sớm muộn sẽ hối hận thôi. Mẫu thân làm vậy chính là vì muốn bảo vệ con.
Mẫu thân, con nhất định sẽ tìm ra hung thủ, thay người báo thù rửa hận. Thiện Nhi, con đang nghĩ gì vậy? Ngày mai chính là ngày con vào Tử Đường Lý gia tế tổ. Đến lúc đó khó tránh khỏi giày vò. Nhưng mà sau khi tế tổ, con sẽ chính thức đường đường chính chính thành hậu nhân của Lý gia. Ta tin mẫu thân con trên trời có linh sẽ ngậm cười. Mẫu thân trước giờ không bao giờ nhắc đến chuyện trước kia. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Năm đó là ta có lỗi với mẫu thân của con. Thiện Nhi, đợi ngày mai sau khi tế tổ, ta sẽ đem tất cả chuyện năm đó từ từ kể cho con nghe. Không cho nữ nhân vào sao? Công chúa không phải nữ nhân sao? Sao bà ấy có thể ở trong đó chứ? Kỳ lạ. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo. Hôm nay đã đến chứng kiến trưởng tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm của Lý Mạn Thanh ta trở về Lý gia nhận tổ quy tông. Làm lễ xong, ta đã chuẩn bị một bữa yến tiệc thịnh soạn. Lúc đó, ta sẽ cùng các vị võ lâm đồng đạo ăn uống no say một phen. Đa tạ Lý Đại Hiệp. Thiết thúc, đưa thiếu gia Lý Thiện lên. Thiếu công tử, mời. Sư tỷ, sao lại là hắn? Lại là người của Lý gia? Chẳng trách hắn lại bị người ta truy sát. Thì ra hắn chính là con ruột của Thượng Quan Tiên và Lý Mạn Thanh. Không sai, ăn mặc cũng có thể diện đấy chứ. Thiết thúc, chuẩn bị bắt đầu tế tổ. Hãy khoan. Thiên hỏa phán quan Hàn Tuấn, xin hỏi hôm nay đến đây là có chuyện gì? Chư vị, nhất định đừng để bị tên tiểu tử thối này lừa gạt. Người có gì chứng minh ngươi là hậu nhân của Lý Thám Hoa và Thượng Quan Tiên? Đúng, ta không phải người của Lý gia. Ta tên Thượng Quan Hoại, nhưng ta là con trai của Thượng Quan Tiên, cái này không sai. Ta cũng không biết ta với Lý gia có quan hệ gì. Mục đích hôm nay ta đến chỉ có một, đó là tìm ra hung thủ sát hại mẫu thân ta, Thượng Quan Tiên. Ta biết hôm nay hắn nhất định sẽ xuất hiện tại đây. Tiểu tử thối, cho dù hung thủ là một trong số bọn họ, người có chứng cứ gì chứng minh? Chỉ cần ai có thể tìm ra hung thủ, ta sẽ đem manh mối tàng bảo đồ Kim Tiền Bang giao cho người đó. Thì ra bảo tàng của Thượng Quan Kim Hồng không phải là truyền thuyết, thật sự có bảo tàng. Hôm nay là ngày đại hỷ của cả nhà Phò Mã gia. Chư vị võ lâm đồng đạo nếu ở Tử Đường Lý gia gây chuyện, e là không thỏa đáng đâu. Ta đại diện triều đình đến theo dõi, tôn trọng các vị võ lâm đồng đạo. Hàn Tuấn, ai bảo ngươi ở đây gây chuyện, còn không lui xuống?
Không biết hôm nay công công đến đây, ta không được mời mà đến, mong phỏ mã không trách tội. Thực ra là vì nhận được mật báo từ Đông Sưởng, nói có người hôm nay muốn mượn danh tế tổ, có mưu đồ tổ chức võ lâm các phái, e là bất lợi cho triều đình. Cho nên ta không thể không đến trước thay hoàng thượng xem thế nào. Công công, ngài nặng lời rồi. Hôm nay chẳng qua chỉ là ngày tiểu nhi nhận tổ quy tông, chuyện nhỏ này không dám đảm đương, sao lại phiền? Lời này của phò mã sai rồi. Lý gia là tông thân của hoàng thượng, chuyện nhận tổ quy tông là chuyện lớn vô cùng, há có thể qua loa như vậy. Theo ta thấy, thân phận của thượng quan Hoại phải điều tra kỹ một chút, không thể để những kẻ hạ tiện thấp hèn làm loạn huyết mạch tông thân hoàng thất được. Công công xin nghe ta nói, phò mã ra, đợi đến trước ngự tiền, thánh thượng sẽ tự có phán đoán. Công chúa, tất cả nghe theo sắp xếp của phụ hoàng. Đứng lại! Muốn đi đâu dễ vậy? Giao bảo tàng ra đây. Phụ mã yên, phỏ mã gia, chuyện giang hồ tự giải quyết, ta không tiện tay nhúng vào đâu. Các người ai cũng đừng mong lấy con trai của Lý Mạn Thanh làm chủ con tế tội. Chỉ cần Lý Mạn Thanh ở đây, các người ai cũng không được động vào. Muốn đi không dễ như vậy. Năm đó Kim Tiền Bang lấy trộm tất cả bảo vật quý báu của các đại môn phái chúng ta, khiến chúng ta nguyên khí trọng thương. Hôm nay chỉ cần giao ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Đúng, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Giao ra đây. Chờ đã. Chỉ cần Lý Mạn Thanh ta vẫn còn một hơi thở cuối cùng, ta tuyệt đối không giao con trai ta vào trong tay của các ngươi. Chuyện của ta không có bất cứ liên quan gì tới những người khác. Nghe cho rõ đây. Muốn lấy được bản đồ cất giấu bảo vật, chỉ có tìm tới thượng quan Hoại ta. Hoại phôi tử, huynh làm như vậy khác nào tìm tới cái chết. Thiện nhi, thiết thúc, có. Bảo vệ thiện nhi. Vâng, thiếu công tử. Phụ thân, thiếu chủ, phụ thân. Người sao rồi? Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Ta không sao. Chính Nhi, sao rồi? Đại phu, tình hình thế nào rồi? Công chúa, phỏ mã gia tổn hao một chút nội lực, thể lực không chống đỡ được, nhưng sức khỏe vẫn còn tương đối tốt. Cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khỏi bệnh được. Ta chờ một lát sẽ kê đơn thuốc, sau đó dần dần khiến ngài hồi phục. Vậy phiền ông rồi, cáo từ. Nhiều nhân sĩ võ lâm bao vây tấn công phụ thân như vậy, đây cũng là vô cùng may mắn rồi. Vô cùng may mắn, ta thấy là gia môn bất hạnh thì có. Mẫu thân nói với con bao nhiêu lần con không chịu nghe, đây rõ ràng là âm mưu của thượng quan Hoại. Chỉ trách con quá ngốc, tin nhầm người.
Ca, huynh nói cho đệ, lẽ nào đệ thật sự tin nhầm người? Hoại Phôi Tử, huynh làm gì vậy? Muội không nhìn thấy gì sao? Thu dọn đồ rời khỏi đây. Huynh muốn đi đâu? Bây giờ huynh ra ngoài sẽ bị người ta truy sát khắp nơi đấy. Hoại Phôi Tử, huynh hãy suy nghĩ kỹ. Thực ra Lý gia trên dưới đều đối với huynh rất tốt. Huynh hãy yên tâm ở lại đây, đừng đi đâu cả. So với việc ra ngoài phiêu bạt bị người ta truy sát, chi bằng ở đây tìm kiếm sự che chở đã. Ta không cần. Huynh, Thượng Quan Hoại, uổng cho đệ còn coi huynh là đại ca, không ngờ huynh lại là người lòng lang dạ sói như vậy. Phụ thân vì huynh mà bị trọng thương, huynh không những không biết ơn, ngược lại còn bỏ đi. Lương tâm của huynh rốt cuộc ở đâu? Ai bắt ông ta giúp ta? Huynh lại còn nói những lời như vậy. Được, trách đệ có mắt như mù nhìn nhầm người. Hôm nay đệ sẽ thay phụ thân dạy cho huynh một bài học. Được rồi, được rồi, làm gì thế? Được rồi, huynh đừng như vậy, cô tránh ra. Không cần phải như thế với huynh ấy, đừng như vậy. Huynh nhìn ta đi. Huynh đừng như vậy. Thiện công tử, Lý Chính, hãy tha thứ cho ta ra đi như vậy. Tuy ta không có cách nào tha thứ cho ông ấy, ta hận không tìm thấy ta và mẫu thân sớm một bước đón chúng ta về Lý gia. Nhưng ta càng không muốn lại có người vì ta hy sinh vô ích nữa. Vốn dĩ ta không thuộc về nơi này. Đồ ăn hại, tài họa tự mình gây ra còn khiến nhà chúng ta giúp ngươi giải vây sao? Công công thứ tội, xin công công cho tiểu nhân thêm một cơ hội nữa. Cơ hội? Ngươi còn mặt mũi nào thêm cơ hội nữa? Công công, Lan Hương cô nương người bên cạnh công chúa tới rồi, cho cô ta vào. Vâng. Đứng dậy đi, đừng quỳ ở đây làm mất mặt nữa. Tạ ơn công công. Cao công công, ta ở bên ngoài đã cảm nhận thấy cơn thịnh nộ của ngài, mong ngài nguôi giận. Công chúa đặc biệt bảo ta tới truyền lời tới ngài, nói phải khen thưởng ngài. Hôm nay các người đều là công thần, những vất vả công chúa phải chịu cuối cùng cũng có báo đáp rồi. Câu này có nghĩa là sao? Kế hoạch của các người tuy không như dự tính lúc ban đầu, nhưng vừa hay gây chia rẽ mối quan hệ giữa Phỏ Mã và Thượng Quan Hoại. Phỏ Mã vì cứu tên tiểu tử đó mà bị thương, tên tiểu tử đó lại không biết ơn còn rời khỏi Lý phủ. Công chúa nói, hiện nay Thượng Quan Hoại vừa may chỉ có một mình, chi bằng nhân cơ hội này. Hãy về bẩm báo với công chúa, nói rằng lần này chúng ta nhất định sẽ lấy đầu Thượng Quan Hoại, hai tay dâng lên người, cáo từ. Hàn Tuấn, xem ra tên tiểu tử nhà ngươi mạng chưa đến đường cùng. Vậy ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nhớ kỹ, tên tiểu tử đó rất xảo quyệt, nhất định đừng bị hắn lừa. Xin công công nói rõ hơn, chuyển lời cho các môn phái, nói tấm bản đồ cất giấu bảo vật ở trên người của hắn. Ý của công công là muốn bọn họ giết Thượng Quan Hại trước, sau đó chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi. Xem ra tên tiểu tử ngươi không phải là không có thuốc chữa. Công công anh minh. Được lắm, đúng là dẫn nát rời sắt không tìm thấy, nhận được lại không mất công sức gì. Chúng ta không đi tìm ngươi, tên tiểu tử nhà ngươi lại tự mình dẫn sát tới. Các huynh đệ, bắt hắn lại cho ta, đừng để hắn chạy mất. Tiết cô nương, lên. Đuổi theo, đứng lại, không được chạy, không được chạy.
Phụ thân, phụ thân, người tỉnh rồi. Từ từ, từ từ thôi. Chính Nhi, đại ca con đâu? Đại ca, huynh ấy đã đi rồi. Phụ thân, không hay rồi, không hay rồi. Lão gia, thiếu gia, lão gia, không hay rồi. Thiện thiếu gia bị một đám nhân sĩ giang hồ bao vây rồi. Cái gì? Không được chạy, đứng lại, đứng lại, đứng lại, không được chạy. Ta xem các người chạy đi đâu. Tiết Quân Đường, cô mau chạy đi. Đừng phí lời thêm nữa, hãy chăm sóc tốt bản thân ngươi rồi nói. Tránh ra. Thiện Nhi, đại ca. Thiện Nhi, phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân. Cành cây đó sắp gãy rồi. Cô mau bỏ tay ra đi. Trước khi ta quyết định có bỏ tay ra hay không, ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có phải là con trai của Lý Mạn Thanh hay không? Tên của ta chỉ có một, Thượng Quan Hại. Vậy ta hỏi lại ngươi, rõ ràng ngươi biết ta chỉ muốn lấy tấm bản đồ cất giữ bảo vật trên người ngươi, vì sao vẫn muốn giúp đỡ ta một trưởng này? Vậy vì sao cô vẫn muốn nhảy xuống theo ta? Còn không bỏ tay ra, mau lên. Nắm chặt vào. Ta còn không biết cô tên là gì. Ta tên là Tiết Thái Nguyệt. Thái Nguyệt, nghe rất hay. Ít nhất trước khi ta chết, ta đã biết được tên của cô, cũng coi như chết không có hối hận rồi. Người mau nắm chặt tay của ta, nhất định phải nhớ tới ta. Thượng Quan Hại, Thượng Quan Hại, Thiết Gia Gia, vết thương trước đây của phụ thân chưa bình phục, giờ lại liên tiếp chịu đả kích như vậy, liệu có? Thiếu công tử yên tâm, thiếu chủ từ nhỏ luyện tập võ công nhiều năm, đã dùng chân khí để bảo vệ tâm mạch, thêm nữa là ta trợ khí bên cạnh, ta thấy không có gì đáng ngại nữa. Đều là tai họa do tên nhiệt chủng đó gây ra. Công chúa, trước mặt thiếu chủ, xin công chúa đừng nói ra những lời như vậy.
Hiện nay thiếu chủ Thuyết Thúc, ông cũng biết. Thực ra mấy năm nay, phụ thân, mẫu thân, phụ thân tỉnh rồi. Sao rồi, đỡ chút nào không? Chính Nhi, mau, mau đi tìm đại ca con, mau đi. Phụ thân, huynh ấy đối với người như vậy, người còn... Cho dù nó đối với ta thế nào, nó vẫn là con trai của ta, là đại ca của con. Đi đi. Phụ thân, trước đây con đã phái nhiều người đi tìm huynh ấy. Người hãy chú ý tới sức khỏe của mình trước đi. Không được, phái thêm nhiều người nữa đi tìm đi. Cho dù là dốc hết toàn lực lý ra, đi đi. Con biết rồi, con nghe lời phụ thân. Không cần đâu. Công chúa, nàng từ trên vách núi cao như vậy rơi xuống, có còn mạng không? Cho dù nó không còn mạng, cũng phải mang xác nó về đây. Chàng tỉnh táo một chút có được không? Nó là người mà cả thiên hạ nói căn bản không phải là con trai của chàng. Chính vì nó hận ta mới nói như vậy. Thiết Thúc, có. Chính Nhi, mau phái thêm người, mau phái thêm người. Cho dù thế nào cũng phải đưa Thiện Nhi về đây cho ta. Mau đi. Thiếu chủ yên tâm, lão nội nhất định sẽ đưa Thiện công tử trở về. Chính Nhi. Chờ một lát. Khả Khả, sao cô lại ở đây? Ta muốn cùng huynh đi tìm Hoại Phôi Tử. Lý gia chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm rồi. Cô ngoan ngoãn ở lại trong nhà chờ tin tức đi. Ta không muốn, ta muốn đi cùng với các người. Hoại Phôi Tử này cả một bụng tâm địa gian tà, không chừng đang trốn ở đâu cười thầm rồi đấy. Từ nhỏ tới lớn ta cùng huynh ấy lớn lên, ta hiểu huynh ấy nhất. Huynh ấy có thể nấp ở nơi nào đó ta cũng rõ nhất. Vì vậy huynh đưa theo ta, ta có thể giúp đỡ rất nhiều. Điều này coi như ta cầu xin huynh có được không? Khả Khả, cô đừng cho rằng ta sẽ mắc bẫy cô. Một cô gái như cô đi cùng bọn ta lên núi không tiện chút nào cả. Hơn nữa trời cũng sắp tối rồi, chúng ta phải lên rừng sâu thẳm. Cô nhỡ có chuyện gì đến lúc đó khóc còn không kịp đâu. Lý Chính, trong mắt huynh, Phương Khả ta là người yếu đuối như vậy sao? Ta nói cho huynh biết, bổn cô nương sẽ tự chăm sóc mình. Hôm nay huynh không để ta đi, ta nhất định phải đi. Khả Khả. Thượng Quan Hoại. Thượng Quan Hoại, ngươi ở đâu? Thượng Quan Hoại, Thượng Quan Hoại, Thượng Quan Hoại. Nguyệt Thần Cung gọi. Người nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. Đại công tử, Hoại Phôi Tử, Hoại Phôi Tử. Đại ca, Hoại Phôi Tử, huynh ra đây cho muội. Đại công tử, đại công tử. Thế này đi, mấy người các ngươi chia nhau ra. Nếu như có tình hình gì lập tức bẩm báo. Vâng. Chúng ta đi về đằng kia. Đại công tử, đại công tử. Hoại Phôi Tử, Hoại Phôi Tử. Đại ca, Hoại Phôi Tử. Đại công tử. Thiết Gia Gia, tìm thế nào rồi? Có tin tức gì không? Rời xuống từ vách núi cao như vậy, đã 9 phần chết, 1 phần sống. Thêm nữa, dã thú trong núi rất nhiều, e rằng lành ít dữ nhiều. Điều này không thể nào, ta không tin. Ta không tin Hoại Phôi Tử chết dễ dàng như vậy. Khả Khả, cô không cần lo lắng. Đại ca có quý nhân phù trợ, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu.
Đúng vậy, thiếu gia nói đúng, không có tin gì chính là tin tốt. Vậy Thiết gia gia, tiếp theo chúng ta nên sắp xếp thế nào đây? Trời sắp tối rồi. Ở đây có thói quen, hễ trời tối sẽ có sương mù lớn, sẽ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm. Ta nghĩ chúng ta nên về trước. Sáng sớm ngày mai tiếp tục đi tìm cũng không muộn đâu. Thiết gia gia nói có lý. Ta không về. Hôm nay không tìm thấy Hoại Phôi Tử, ta tuyệt đối không quay về. Khả khả, cô đừng tùy hứng nữa. Các người đều mong Hoại Phôi Tử chết phải không? Đương nhiên không phải, huynh ấy là đại ca của ta. Nhưng ta cảm thấy huynh không coi huynh ấy là đại ca. Nếu không vì sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Thì ra trong lòng cô ta không chịu nổi nơi này như vậy. Ta lo lắng chuyện sống chết của đại ca. Ta cũng lo lắng sự an nguy của cô. Được, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ đi tìm cùng cô. Ông đưa mọi người về phủ trước đi. Ta cùng khả khả đi tìm thêm một lúc nữa. Công tử, người phải cẩn thận đấy. Sư phụ, người gọi Thái Nguyệt về gấp như vậy, có phải Nguyệt Thần Cung xảy ra chuyện gì không? Vì sư nhận được manh mối, Kim Vô Cấu và Kim Tiền Bang tái xuất giang hồ. Kim Tiền Bang đã mất tích nhiều năm trên giang hồ. Kim Vô Cấu đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có liên quan tới tấm bản đồ cất giữ bảo vật tái xuất giang hồ gần đây. Vậy sư phụ, ý của người là nếu manh mối của tấm bản đồ đó của Kim Tiền Bang đã bị đứt, vậy chúng ta bắt buộc tìm biện pháp khác, nhanh chóng tìm ra manh mối mới, bắt buộc phải lấy được tấm bản đồ cất giữ bảo vật. Sư phụ, chúng ta gặp nhiều trắc trở như vậy để lấy được tấm bản đồ cất giữ kho báu, có đáng không? Nguyệt Thần Cung của ta không vì của mà vì danh, chỉ là muốn giải cứu những người không có nhà để về giống như con và Tiết Văn. Vậy chúng ta bắt buộc phải có được tài lực lớn mạnh để chống đỡ. Tiền tài từ đâu mà có? Bắt buộc phải thông qua tấm bản đồ cất giữ bảo vật lấy được bảo vật Kim Tiền Bang mới có thể giải quyết nỗi lo về sau của chúng ta. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Tên tiểu tử ngươi đừng vùng vẫy nữa. Rơi từ trên núi cao như vậy xuống, lại theo nước sông trôi xa như vậy, giữ được mạng này là tốt lắm rồi đấy. Ta gặp quỷ sao? Quỷ? Cho dù ta là người hay là quỷ, bây giờ ta nói cho ngươi một chuyện. Trên đời này người có thể cứu ngươi chỉ có một mình ta thôi. Chỉ có điều, ta có điều kiện. Điều kiện gì? Bắt đầu từ hôm nay, ngươi gọi ta là phụ thân. Sau này, ngươi chính là con trai của ta. Kế thừa từ đời này sang đời khác thì có thể cứu được ngươi. Sao vậy, tiểu tử? Ngươi vẫn không bằng lòng sao? Đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đấy. Ông là đồ không biết xấu hổ. Tập 8. Trên thế gian này, người có thể cứu được ngươi chỉ có ta thôi. Có điều, ta cũng có một điều kiện với ngươi. Điều kiện gì? Từ ngày hôm nay, ngươi phải gọi ta là cha. Sau này ngươi chính là con trai của ta. Ngươi cũng là người kế thừa y thuật của ta. Vậy thì ta có thể cứu được ngươi. Sao nào tiểu tử? Ngươi còn không đồng ý sao? Đây chính là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đấy. Lão già vô liêm sỉ. Ta không cần ông cứu. Cái tên tranh con thú tha này. Được, vậy thì ngươi cứ nằm chờ chết đi. Tiết Văn, ta muốn nhờ muội một chuyện này. Thế gian này có chuyện gì sư tỷ không làm được chứ? Chuyện này thực sự rất cấp bách đó. Chuyện gì mà lại khiến tỷ phiền não đến thế? Ta muốn nhờ muội tìm giúp ta một người. Ai vậy? Thượng quan Hoài. Sư tỷ, tỷ điên rồi sao? Tỷ đừng quên, chính tên Thượng quan Hoài là con trai của Lý Mạn Thanh. Ta biết chứ. Ta hận tất cả người nhà họ Lý. Nhưng người tên Thượng quan Hoài này vì cứu ta mà rơi xuống vực sâu. Ta không muốn thiếu nợ hắn. Muội nhất định phải tìm được hắn giúp ta đi.
Như vậy, sau này sẽ có ngày ta có đánh nhau với Lý Mạnh Thanh thì cũng không phải để ý tới chuyện này nữa. Như đứa cao như vậy rơi xuống dưới liệu có còn sống không? Thực ra ta cũng không biết nữa. Chỉ là người này, giờ ta muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiếc văn, mụ sẽ giúp ta mà, có đúng không? Được, mụ sẽ giúp tỷ tìm hắn. Cảm ơn mùi. Chuyện này mùi đừng để sư phụ biết được, và cũng đừng nói với bất kỳ ai. Cứu ta với. Có ai không? Có ai không? Cứu ta với. Có ai không? Nè, đừng có gào lên nữa. Có gào to nữa thì ở đây cũng chỉ có một mình ta nghe thấy thôi. Ồ, chết đi được. Để ta cứu ngươi thì cũng được thôi, nhưng mà ta có một điều kiện. Nhưng lúc người khác gặp nạn còn lợi dụng để chuộc lợi sao? Ta nói với ông này, cho dù ta có nhận chó, nhận lợn làm cha thì cũng không đến được ông đâu. Thằng ranh giỏi lắm. Vì như người ăn phân à, sao nói thối thế? Để ta xem chút nữa ngươi còn cứng miệng được đến đâu. Ông bắt nạt ta, một người sống dở chết dở. Ông, sao có thể được coi là một anh hùng hào hán được chứ? Thì ta giống vậy có phải là anh hùng hào hán gì đâu. Ta cảnh báo nhà ngươi đấy. Ngươi đã bị ta kiểm hết tất cả đại quyền trên cơ thể rồi. 3 giờ sau nếu ngươi không được giải quyết thì cả người ngươi sẽ bị ứ máu mà chết. Đến cuối cùng ngươi sẽ nổ tan thành. Ông cho ai thế hả? Lão già chết tiệt. Ta phải làm một giấc đây. Ngươi ở đây mà hưởng thụ từ từ đi. Hoài xấu xí, đại ca. Hoài xấu xí, đại ca. Hoài xấu xí. Hoài xấu xí, con ra đây đi. Con đi đừng cẩn thận một chút đi. Trời tối như thế này con sẽ bị ngã đấy. Cái tên không có nghĩa khí này, ta không cần quên lo đâu. Cô vô duyên vô cớ nổi giận như thế này, chẳng phải là cô nổi giận với tôi sao? Ta nhắc nhở cô đi đừng cẩn thận một chút thôi mà. Ta không thèm nói chuyện với huynh nữa, phiền chết đi được. Khả khả. Sao rồi Khả Khả? Cô không bị thương chứ? Ta không sao, không sao chứ? Không sao là tốt rồi. Nhưng mà huynh, ta không sao đâu mà. Chỉ cần cô an toàn là tốt rồi. Huynh còn nói kìa, vết thương trên đầu của huynh đó. Nào, huynh cứ nhìn một chút đi. Cứ thế này cũng không được đâu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Để ta xem có ai cứu được chúng ta không. Trên đó có ai không vậy? Nè, trên đó có ai không vậy? Trên đó có ai không vậy? Có ai không? Ở đây có ai không vậy? Có người bị thương rồi này. Sao? Gặp ảnh quần áo rách cũng không tìm được sao? Dân à, chúng tiên nhân đã tìm kiếm 5 vòng quanh đó, nhưng không tìm thấy một chút manh mối nào của Thượng Quan Hoài hết. Cho dù bị thú dữ ăn thịt thì cũng phải để lại vết máu. Cứ như là hắn đã biến mất hoàn toàn vậy. Chuyện này rất kỳ quái đó. Chuyện này chắc chắn có manh mối nào đó rồi. Rơi xuống vực sâu, chết không thấy xác. Chắc chắn có cao nhân giúp đỡ. Nhưng cho dù thế nào, rơi xuống độ cao như vậy thì chắc chắn đã bị thương rất nặng. Tiếp tục tìm cho ta. Dạ. Cứu ta với. Lạnh quá. Ta lạnh quá. Lý Chính à? Lý Chính, huynh không sao chứ? Lạnh quá. Ta lạnh quá. Huynh bị sốt rồi, phải làm sao đây? Thôi bỏ đi, cứu người mới quan trọng. Lạnh quá. Đợi một lát là sẽ không lạnh nữa. Huynh thấy đỡ hơn chưa?
Không được. Hôm nay mình nhất định phải đi. Mình phải cố gắng gượng đến cùng. Thù của mẫu thân vẫn chưa báo được. Mình không thể cứ ở đây mãi được. Phải nhân lúc lão già kia còn đang ngủ. Hôm nay mình nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Tên nhóc thối tha này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ nhỉ. Xem ra là truyền nhân tốt đấy. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con đã cố gắng hết sức rồi. Con không gắng gượng được nữa rồi. Vũ Yêu Côn Châu, tại hạ phán quan Hàn Tuấn, xin đến gặp mặt. Kẻ nào dám hò hét đến thế? Các vị, ta đến báo tin cho mọi người. Lão đại bàn kim liên của mọi người đã chết rồi. Sao? Chết rồi? Không phải ngươi đang đùa với chúng ta đấy chứ? Nói đi, lão đại nhà chúng ta đã chết như thế nào đây? Và chết trong tay ai? Nếu ngươi nói không rõ thì chính ta phải bỏ cánh tay này của ngươi đó. Nếu ngươi nói không rõ thì ta sẽ trang điểm cho ngươi giống như ta vậy. Nếu như ngươi nói không rõ thì ta dùng tóc của ta siết ngươi đến chết. Khi hắn chấp hành nhiệm vụ của Cao Công Công thì bị Thượng Quan Hoại giết chết rồi. Thượng Quan Hoại? Hắn có quan hệ gì với Thượng Quan Hồng? Hắn chính là con trai của Thượng Quan Tiên và Lý Mạn Thanh. Tình đó là cao thủ đó. Lão đại chết cũng không oan uổng. Nhưng thù lớn không thể không báo được. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải báo thù. Nhưng vấn đề cấp bách trước mắt là lão đại đã chết rồi. Vậy sau này chúng ta nghe theo ai đây? Thì ngươi đấy. Không phải ta đâu. Chính là ngươi. Chính là ngươi mà. Vậy được thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái tên Thượng Quan Hoài để báo thù. Từ từ đã. Không phải, chúng ta giết Thượng Quan Hoại thì có lợi ích gì đây? Đúng vậy, có lợi ích gì đây? Nếu các người giải quyết được Thượng Quan Hoại, Cao Công Công sẽ có trọng thưởng. Vậy chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Ông già, có phải là ông cứu ta không vậy? Nói ai là ông già vậy? Người đối xử với ân nhân cứu mạng ngươi như thế sao? Đúng là ông sao? Ở đây còn có người khác nữa sao? Bao gọi ta là cha đi. Ông nằm mơ đi. Ta có bao ông cứu mạng ta đâu. Từ ông cứu ta đấy thôi. Ông bỏ cái đình này đi. Muốn ta gọi ông là cha hả? Nhưng mà nể tình ông cứu ta, ta sẽ suy nghĩ lại. Sau này không gọi ông là ông già nữa. Buồn cười lắm hả? Tên đàn con thối tha này. Ngươi tưởng ta muốn làm cha của ngươi thật sao? Nếu thực sự muốn làm cha ngươi sẽ bị ngươi làm cho tức chết thôi. Lúc trước ta nói như vậy chẳng qua chỉ muốn thử xem nhân phẩm của ngươi thế nào, xem ngươi có xứng đáng được cứu không thôi.
Vậy ta gọi ông là cha thì sao đây? Vậy thì ngươi chính là một tên tiểu nhân chỉ biết tính mạng của mình thôi, và có thể quên đi tổ tiên của mình. Không ra gì hết. Xin lỗi nha, ta hiểu lầm ông rồi. Lúc trước là do ta ăn nói linh tinh. Nếu có đắc tội gì thì mong rằng ông đừng để bụng. Được chứ? Thôi được rồi, điều là chuyện đã qua rồi mà, không nhắc đến nữa. Đói rồi chứ gì? Ta nướng cá xong rồi, ăn đi. Cảm ơn. Chúng ta ăn cùng đi. Ngươi ăn đi. Quả đầu quế vẫn luôn chăm sóc mình như vậy. Nhìn gì chứ? Ta làm như vậy chỉ là vì báo đáp ơn cứu mạng của huynh mà thôi. Đợi sau khi huynh ra ngoài rồi, mà dám đi nói với người khác, bản quân luôn sáng miệng huynh ra đó. Yên tâm đi, ta không nói lên tin gì đâu. Lão nô tham kiến công chúa. Tiết thúc có tin tức gì của chính gì không? Khởi bẩm công chúa, lão nô đã phái người trong phủ ra ngoài tìm kiếm rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì hết. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy sao? Công chúa bớt lo lắng. Nếu chính vì có mệnh hệ gì thì bản công chúa sẽ thẩm vấn chúng. Công chúa yên tâm, lão nô chắc chắn sẽ được hứa công tử về. Công chúa Phò Mã, công chúa Phò Mã, có chuyện lớn rồi. Sao thế? Bên ngoài có mấy người đột nhiên xông vào, khiến nhiều người của chúng ta bị thương. Chúng còn bảo chúng ta phải giao nộp tiền thiếu gia. Cầm miệng đi, trong phủ chỉ có duy nhất một thiếu gia thôi. Quà cho người chàng đưa về đây, chàng tự nghĩ cách giải quyết đi. Chúng ta đi. Tiểu Lý Phi đâu? Các người là ai? Tại sao lại giết người trong lý phủ của ta? Lục Yêu Công Châu. À không đúng, Ngũ Yêu Công Châu. Ta không hề có quan hệ với các ngươi. Sao các ngươi lại hạ độc thủ ta như vậy? Chúng ta muốn hỏi, con trai ngươi là Thượng Quan Hoại? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi, con trai ngươi giết lão đại của chúng ta, Bán Chi Liên. Chúng ta đến đây tìm cái thù thôi. Con trai ta không ở trong phủ đâu. Giờ nó đã rơi xuống vực, không rõ sống chết. Vì xem ra là nó dữ nhiều rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng đã giết không ít người của phủ các ngươi. Coi như quà nhé. Rút thôi. Đứng lại. Giết xong muốn chạy là chạy sao? Các ngươi không coi Lý Mạn Thanh ra vậy đúng không? Rõ ràng huynh đã biết, ta chỉ muốn bản đồ kho báu trên người huynh mà thôi. Vì sao huynh còn cứu mạng ta chứ? Vậy vì sao cô còn ở đây với ta? Ít nhất trước khi chết, ta cũng biết tên của cô đi. Cũng coi như là chết không có gì đáng tiếc. Huynh nắm chặt cho ta đi, nhất định phải nhớ kỹ nha. Ta chỉ có một cái tên duy nhất thôi, Thượng Quan Hoại. Oh.
thường quan hoại. Sư tỷ, Tiết Văn, người tìm thấy quân ấy rồi. Sư tỷ, hình như sư tỷ rất để ý đến hắn. Đừng nói với dẫn gì nữa. Chỉ là quân ấy cứu ta nên mới. Thôi được rồi, tỷ đừng giải thích gì nữa. À đúng rồi, muội đến đây là vì sư huynh muốn gặp tỷ đó. Ta biết rồi. Tiết Văn, muội hãy giúp chúng ta tiếp tục nghe ngóng tin tức đi. Nếu có manh mối gì thì báo cho ta ngay nha. Cảm ơn muội. Sư phụ, người tìm con sao? Đây là những môn phái này nghĩ vào điều gì trên vô lâm của mình mà làm bao việc ác, đốt nhà chết chóc cướp của, không từ một việc ác nào. Đây cũng chính là cơ hội để nguyên thần cung chúng ta trừ hại cho dân chúng. Ta muốn con ngay lập tức dẫn người đầu tiên hãy đến tiêu cục đệ môn lớn nhất kinh thành. Sư phụ, tự nhiên không hiểu. Ở lúc này sao chúng ta lại bỏ nhỏ bắt lớn rồi đến mục tiêu lớn nhất là kinh thành? Kẻ đứng đầu tiêu cục đại môn ước hiếp phụ nữ và trẻ nhỏ, đã xúc phạm đến cung quy của nguyên cung thần chúng ta, vậy nên phải diệt trừ. Đột nhiên đã hiểu rồi. Đi đi. Dạ. Đợi một chút nữa, cô biết nên nói thế nào rồi chứ? Cô yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Mẫu thân, cuối cùng các con về rồi. Chuyện này là sao vậy? Sao cô lại bị thương vậy? Là do chính vì không cẩn thận ngã vào hố. May là có Phương cô nương ra tay cứu giúp, vậy nên mới thoát khỏi nguy hiểm. Thật là, vậy thì phải cảm tạ sự giúp đỡ của Phương cô nương này rồi. Các con có tin tức gì của Thiện Nhi không? Được rồi, hai đứa nó cả đêm không dậy, chính vì còn bị thương. Để chúng về nghỉ ngơi cho sớm đi. Vậy các con về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, mau đi đi. Đi thôi. Lý Chính, sao vậy? Ban nãy vì sao huynh lại nói dối vậy? Rõ ràng tối qua là huynh cứu ta, thậm chí vì ta mà huynh còn bị thương nữa, suýt chút nữa là mất mạng rồi. Ngốc à, nếu ta không nói vậy, nếu mẫu thân ta truy hỏi đến cùng, biết gì cứu cô mà ta bị thương, vậy thì cô ở Lý gia này có yên ổn được không? Thực ra cô cũng không cần để bụng đâu. Tối qua vốn dĩ cô đã cứu ta rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Chẳng phải chúng ta đã nói là không nhắc chuyện này nữa mà. Không nói nữa, không nói nữa. Cô đợi ta với. Sao vậy? Có phải cô bị thương ở đâu không? Không, không phải ta. Lý Chính, huynh có thể giúp ta một chuyện này không? Có chuyện gì mà trông cô nghiêm túc vậy? Thư quan hoại từ nhỏ đã lấy lôi một mình, chịu nhiều chất giả rồi. Giờ mẫu thân luôn nương tựa của huynh ấy đã mất rồi. Tuy thư quan hoại rất xấu xa, nhưng ta tin rằng tâm địa của huynh ấy tốt hơn bất kỳ ai. Ta không hề có cái gì phiến diện với huynh ấy đâu. Ta biết, vậy nên huynh nhất định phải giúp ta tìm được huynh ấy nha. Dù huynh ấy có quay lại hay không, thì cũng không thể để huynh ấy chết cô độc bên ngoài được. Huynh đồng ý với ta được không? Được, ta đồng ý với cô. Tiền bối, ngài đánh lén ta, đây chẳng phải là bắt nạt người khác hay sao?
Đúng là ngoài dự liệu của ta. Trông người trẻ trung như vậy, cơ thể khỏe mạnh cứng cáp, không ngờ lại có binh khí giả tuyệt thế. Cũng coi như là số một kiểu lâm rồi. Tiền bối, ngài cũng biết thứ này trên tay ta là binh khí sao? Tuy đã lưu lạc đến đây, nhưng ta cũng từng biết đến thế cục giang hồ. Nhóc thối tha, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao ngươi lại rơi xuống vách núi sâu như thế này? Tiền bối, giảng bối là Thượng Quan Hoài, gia mẫu là Thượng Quan Tuyên, gia phụ. Ông nội ta là Lý Tầm Quan. Sau này, các môn phái trong giang hồ muốn lấy được bản đồ kho báu của Kim Tiền Bang, nên muốn truy sát ta. Sau đó, ta đã bị rơi xuống vách núi này. May mà được tiền bối cứu giúp, ta mới không mất mạng. Giang hồ bây giờ không phải là giang hồ trước đây nữa rồi. Tiền bối, thứ cho ta mạo muội. Nhưng ta thấy vô công của ngài đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Ta tin rằng trong giang hồ hiện nay không có mấy người có thể địch lại được ngài. Nhưng vì sao tiền bối lại rơi xuống vực này? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Chúng ta cạn một ly nào. Cạn. Cạn. Chúc mừng đại ca. Chúc mừng đại ca. Đại ca có được vinh quang như ngày hôm nay. Bảy đại môn phái ở Bắc Giang, 42 đảo đều tôn vinh tổng tiền đầu của bốn tiêu cục lớn. Đúng là đại hỷ của nhà họ Đoàn chúng ta. Đệ đừng nói như vậy, đừng có tán dương Di Quynh nữa. Trong lòng Quynh đã có tính toán cả rồi. Nhà họ Đoàn chúng ta có thể phát triển như ngày hôm nay, cũng không thể thiếu công lao của đệ được đâu. Đệ yên tâm đi, chỉ cần sau này ca ca có cơm ăn, tất nhiên cũng sẽ không thiếu phần đệ đâu. Đại ca nói đáng giá ngàn vàng. Tiểu đệ xin kính đại ca một ly. Càng. Nào đại ca, uống đi. Uống đi. Đại ca. Nào đại ca, để đốt đầy nha. Nào, chúng ta cùng uống đi. Tử lực của đại ca quá mạnh. Đây rồi. Đại ca. Đại ca. Đại ca à. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Chia ta miếng cơm ăn ưng. Người coi ta là cơm thì có. Người chiếm được nhiều như thế mà lại chia cho ta một chút đường cũ nhỏ nhoi thôi. Người đừng trách ta ra tay tàn nhẫn với ngươi. Ta nhất định phải lấy lại những thứ gì thuộc về ta. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, luôn phải sống dưới cái bóng của ngươi. Ta phải quay lại làm chính bản thân của ta. Cửu Giang, sao đệ lại làm như vậy? Vì sao ư? Ngươi còn hỏi ta vì sao? Ngươi không biết tụi chúng ta là anh em sinh đôi. Rõ ràng dễ dàng ngoài giống hệt nhau, nhưng vì sao? Thứ gì ta cũng không bằng ngươi. Người nào cũng lấy hai ta ra so sánh. Ta giống như là cái bóng của Đoàn Bắc Phương ngươi. Dựa vào cái gì mà ta phải chịu tội đó chứ? Sao đệ không nói với ta từ sớm chứ? Nói với ngươi, nói với ngươi từ bất gì sao? Ta chỉ là thế thân của ngươi thôi. Ta đi ra ngoài người nào cũng hỏi ta chính là ngươi. Nếu đã như vậy, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta. Ta sẽ trở thành một Đoàn Bắc Phương chân chính. Cửu Giang, đệ thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Tất cả mọi thứ của Đoàn gia đều là do hai anh em chúng ta mà ra. Đệ đừng làm chuyện như vậy nữa, để bản thân mình phải hối hận về sau đó. Giờ ngươi có nói những câu này có gì chứ? Ta không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Đừng có kéo dài thời gian nữa. Ta nói cho người biết, từ trước đến giờ ta chưa từng muốn chia sẻ mọi thứ với ngươi. Vì những thứ đó chỉ thuộc về một mình ta thôi. Ngươi nhất định phải chết. Cứu Giang! Cứu Giang à! Cút đi! Quả là thân thế của tiền bối lại đáng thương đến như vậy. Tiền bối cứ yên tâm đi, sau này sự quay phải ta sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc ngài, để ngài sống an nhàn đến cuối đời. An nhàn đến cuối đời. Thù lớn của ta còn chưa báo, Đoàn Bát Phương ta còn mặt mũi nào, còn mặt mũi nào mà an nhàn được chứ? Bây giờ ta chỉ cần báo thù mà thôi. Tiền bối, tên gian tặc đó đã cướp hết tất cả mọi thứ của ta. Đáng tiếc là ta chỉ như ngọn nến lung lay trước gió thôi, không thể tự tay giết chết kẻ thù được. Ngươi nói xem, ta sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì đây? Tiền bối, tiền bối, nếu ngài có gì cầu giảng bối hoàn thành giúp thì xin ngài hãy nói đi. Giảng bối nhất định giống hết sức lực của mình. Tiền bối, ngài làm gì vậy? Ta dập đầu trước mặt ngươi. Thấy ấy, đứng lên đi. Giảng bối không dám nhận đâu, không dám nhận đâu. Được chứ, ngươi báo thù giúp ta, ta dập đầu mới lại trước mặt ngươi thì có gì là lạ đâu chứ. Tiền bối, không phải giảng bối không muốn đồng ý với ngài, chỉ có điều là vũ công của giảng bối không phải ngài không biết. Ta còn không dám tin tưởng vào ta nữa là ngay cả thù của mẫu thân ta cũng chưa chắc có thể báo được. Sao dám tùy tiện đồng ý với ngài được chứ? Không sao, ta sẽ tuyên thụ cho con võ công cái đời này của ta, giúp người sớm trả thù được cho ta. Ta biết rồi, ta nhất định cho ngươi thời gian suy nghĩ. À được, hôm khác chúng ta lại nói tiếp nha. Không vội đâu, ngài đừng tức giận nha, nghỉ ngơi một chút đi. Nào sư phụ, vì không có bí quyết luyện phi đao của nhà họ Lý, tuy nhìn qua bên ngoài có thể lấy giả làm thật, nhưng kết cấu bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Dù quan giáo quả, chỉ cần chiếc phi đao này là quá đủ rồi. Con làm tốt lắm. Xem ra nỗ lực suốt thời gian qua của chúng ta đã có hồi đáp rồi. Đưa chiếc phi đao này cho sư tỷ con đi, để nó mang phi đao này đi chấp hành nhiệm vụ. Giờ chính là lúc mà chúng ta phải báo thù thôi. Dạ sư phụ. Tiểu Lý phi đao, hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cho dấu chấm hết của ngươi. Kẻ đến là ai? Xin nhanh tính đi. Ba ngày trước, có phải ngươi đã cưỡng bức một nữ tử ở thôn Ngưu gia? Đúng thì sao đây? Hay là ngươi cũng chơi đùa với ta nào? Chết tiệt! Đau thật. Mặt trời sắp xuống núi rồi kìa. Lúc nào mới được ăn cá đây? Đừng vội mà, nhanh thôi. Cá sắp cắn câu đến nơi rồi. Ăn được con cá của người đúng là không dễ dàng mà. Phải sống thọ hơn một chút nữa mới được. Tiền bối đang trêu ta sao? Nếu biết đơn giản thế này, ngày không nói sớm đi. Còn hại ta câu cá cả ngày nữa chứ. Đúng là ngu ngốc mà. Chỉ biết một mà không biết hai. Người đấu nãy dội dàng như thế này, vừa khéo câu cá, có thể giảm bớt tốt xấu này của ngươi. Ngươi còn không biết tốt xấu, kén cá chọn canh. Ta thấy là ngươi muốn báo thù thì còn khó hơn lên trời nữa kìa.
Tiền bối nói rất đúng. Còn chờ gì nữa? Ta đói lắm rồi, đi nướng cá đi. Được rồi. Đau thần. Tên tiểu tử Thượng Quan Hoại vẫn chưa tìm được hắn sao? Bẩm công công, chắc chắn Thượng Quan Hoại đã có công nhân giúp đỡ rồi. Chỉ e là hắn vẫn còn sống mà. Cao nhân. Nói như vậy, cả tứ đại môn phái đều bị giết chết, điều không phải là do Thượng Quan Hoại gây ra rồi. Lần này bốn vị chứng môn bị giết chết, thủ pháp rất thuần thục, chắc chắn là chúng đã dự mưu rất lâu. Thượng Quan Hoại rơi xuống vực sâu, chắc chắn đã bị thương nặng, không phải là do hắn làm đâu. Nhưng mà vẫn chưa thể xác định được đâu. Cứ thêm nhiều người hơn, điều tra xem rốt cuộc là ai làm. Dạ. Tình nhóc này giỏi lắm, không muốn làm hai việc cùng một lúc. Cẩn thận, mất nhiều hơn được đấy. Ngươi không thử nghĩ mà xem, từ cổ chí kim có gì đại sư nào không phải là chuyên gia về một thứ binh khí chứ? Không có ai là không biết gì hết, nhưng cũng không phải thứ nào cũng thông thạo. Chuyên nhất mới chính là chính đạo. Chẳng cách ta có luyện tập thế nào cũng cứ thấy bản thân mình không hề có tiến bộ gì cả. Vậy là đúng rồi, vì ngươi học quá nhiều, quá tạp nham, nên mới bồng bột sốc nổi. Tất cả là do bỏ con cá rô để bắt con săn sắt, làm việc không chịu chuyên tâm gây ra. Tiền bối nói rất đúng, có điều ta làm như vậy cũng có nỗi khổ riêng của ta. Nói nghe xem nào. Thực ra thì dạng bối là truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao. Vì lý mà nói, luyện tập tuyệt kỹ phi đao là lựa chọn tốt nhất. Có điều từ nhỏ ta phiêu bạt khắp nơi cùng mẫu thân, từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta làm thế nào để sử dụng Long Phượng Hoàng. Sau đó mẹ ta qua đời, ta về nhà họ Lý, ta mới phát hiện bản thân ta vốn chỉ là một người thừa thải, không có cảm giác thuộc về mình. Ta không biết xử trí thế nào, ta không tìm được vị trí của mình. Nhưng ta muốn báo thù cho mẫu thân ta, vì nên mới cứ phân tâm do dự phi đao và Long Phượng Hoàng. Cũng không biết bản thân mình nên chọn thế nào mới tốt đây. Ngài làm như vậy? Không có gì, chỉ là thay mẫu thân thông minh nhanh nhẹn, thử quan khi cái dạy dỗ thằng con trai ngu ngốc của bảy mà thôi. Nếu người chỉ có một mục tiêu là báo thù, vậy ngươi thử nghĩ mà xem, thứ binh khí nào gần với mục tiêu của ngươi nhất? Vậy là được rồi, nghĩ về chuyện dưới làm gì chứ?
Thuộc hạ tham kiến công công, chuyện giao cho ngươi điều tra. Kết quả thế nào rồi? Thuộc hạ đã điều tra rõ, bốn vị trưởng môn của tứ đại môn phái đều bị Nguyệt Thần giết chết rồi. Nguyệt Thần? Dạ, chúng tôi xưng là Nguyệt Thần, hành tung rất bí ẩn. Càng càng quấy hơn là tại hiện trường giết người, chúng đều đã lại danh hiệu của mình. Hơn nữa gì chứ? Binh khí Nguyệt Thần sử dụng chính là phi đao. Người đi điều tra ngay, xem đây lịch của Nguyệt Thần là gì. Ngoài ra truyền lệnh xuống dưới truy sát Nguyệt Thần. Thuộc hạ tuân lệnh. Nguyệt Thần. Sư phụ, đồ nhi đã quay lại rồi. Lần này không làm nhục sứ mạng. Bốn chữ môn của tứ đại môn phái đã bị tiêu diệt. Chuyện này ta đã biết rồi. Người ở Đông Sưởng đã cho phát lục lâm lệnh truy sát Nguyệt Thần. Thời gian này không phải hành sự cẩn thận vào, đừng gây ra rắc rối gì nữa. Vâng, đồ nhi hiểu rồi. Không có chuyện gì nữa thì lui xuống đi. Cao công công, không biết công công đích thân đến bản phủ, không nghênh tiếp từ xa được. Lý Mạn Thanh sẽ được chuộc lỗi. Phò Mã Gia quá lời rồi. Tạp gia lần này không mời mà đến, đã đến thì tất có việc. Cũng mong Phò Mã Gia đừng trách tội mới phải chứ. Không biết công công đến đây có chuyện gì. Thời gian gần đây giang hồ không hề bình yên, rất nhiều lời đồn đại có liên quan đến nhà họ Lý. Vì nên tạp gia không thể không đến hỏi cho rõ ràng, để chặn miệng lưỡi của thiên hạ. Phò Mã Gia, có biết việc này chăng? Không biết công công lấy được chiếc phi đao này ở đâu? Đây không phải là vật của nhà chúng ta. Tạp gia hiểu biết hạn hẹp, Phò Mã Gia sẽ không lừa ta chứ? Mạn Thanh không dám. Mời công công nhìn kỹ. Thanh phi đao này được chế tác rất tinh tế, đúng là có nghiên cứu nhiều. Rõ ràng là muốn bắt chước phi đao nhà họ Lý chúng ta. Có điều, có một điểm khác biệt rất lớn. Ta nghĩ công công chỉ cần so sánh là biết ngay thôi. Bởi vậy, đây không phải là phi đao nhà họ Lý. Quả ra là vậy. Là tạp gia đã đường đột rồi. Có điều ta còn muốn là mạo muội hỏi một câu nữa. Không biết trong phủ Phò Mã Gia có phải còn tồn tại một luyện nhân phi đao nào khác không?